với gia đình nhà bé Kem và bé Ben, Kid Family. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn một món ăn nhé. Đây là giờ sáng cơm của gia đình mình. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị món cá chỉ vàng rim cay cho bữa cơm gia đình nhà mình ngày hôm nay các bạn nhé. Đây cá chỉ vàng mình chuẩn bị đây. Các nguyên liệu mình chuẩn bị cho món này rất nhanh và rất đơn giản. Thì món này là cái món gọi là cũng là thuộc vào những món truyền thống của Việt Nam mình ấy. Vì có lẽ theo mình nghĩ thì cá chỉ vàng chắc chỉ có Việt Nam mình ăn thôi. Hai nguyên liệu mình chuẩn bị gồm có 2 thìa đường, một chút tỏi băm và 1 thìa nước mắm, sa tế và tương ớt của người Nhật. Món này nguyên liệu rất đơn giản và dễ làm, dễ thực hiện và thời gian thực hiện rất là nhanh. Đầu tiên mình cần xé nhỏ cái cá này ra và chủ yếu là một xương nó của người Nhật. Các bạn không có xương nó cũng được, nhưng thực chất là mình muốn xé nó ra bỏ xương đi khi ăn cho nó tiện, để cái xương cá này mình đi ăn phải nó mình rất khó chịu. Một cái xương này, cái xương này, cái bầy nó có cái xương này nhá, cái xương nó đây này, để lấy nó hết ra, cắt bỏ nó ra. Rồi khi sầu đã sôi ta cho cá vào chiên. Nó hơi bẩn rồi vì trong cá nó có nước. Mình rửa qua nên nó có nước. Để tránh tình trạng bẩn này thì mọi người nên để thật ráo cá đi rồi phải chiên nhé. Đây mình làm vội làm nhanh nên là nó hơi bẩn. Chiên đến khi cá vàng lên là ok, ta cho ra. Thì đó ta chuyển sang công đoạn gọi là làm nước sốt. Nước sốt mắm rim cay cho món cá này. Các bạn nên bảo liên tục nhé, vì cá chỉ vàng này nó rất nhanh chín, rất nhanh vàng luôn. Và các bạn muốn ăn độ giòn vừa phải thì các bạn có thể là chiên vừa phải thôi. Còn là thích ăn giòn thì các bạn có thể chiên dài hơn. Phụ thuộc vào gia đình mình thích ăn. Với gia đình nhà mình thì mình nghĩ thế này là được rồi. Vì ăn quá giòn nó sẽ sát cá nên là mình chỉ cho nó vừa vàng tới thôi. Và mình dùng vạt ra. Cho vào đĩa.
cá xong rồi bắt đầu ta chuyển sang cái bát thứ ba nấu. Bắt đầu nấu cũng chụp sửa sót và cá như thế nào nhé. Rồi ta bắt cá lên và cho thêm chút dầu vào cá. Lần này cho ít thôi nhé mọi người nhé. Và phi hành, phi hành cả phi cầm hỏi lên thơm lên. Các bạn có thể cho thêm một chút nước tươi băm băm nhỏ như kiểu này này kia cùng nấu nước sốt này thì các bạn nên cho nhỏ lửa hơn bình thường nhé, cho to quá thì sẽ rất khó kiểm soát và nước sốt nó sẽ bị cháy, và khi nước sốt đã cháy rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn. Tỏi thơm rồi ta cho cái sốt đường và nước ớt mà nó mắm này vào và nó dùng này vào. Nêu chi mỏ lửa mọi người nhá. Rồi giờ thì cha cho thêm cá, cá này vào luôn. Bây giờ ta zin ta trộn đều cho cái gia vị này thấm đều vào cá là ok mọi người nhé. Đấy, à, lên màu rất là đẹp, nó rất là ngon rồi, nó phải bám thấm vào cá lắm rồi. Đấy, các bạn thấy không? Mất khoảng chừng 5 phút mình có thể làm xong món ăn mà cho gia đình rất là ngon để ăn. Rồi, giờ mình sẽ cho nó ra đĩa mọi người nhé. Đấy là trang trí, cho ra đĩa là trang trí. Mình vừa làm cái này và có thêm rau xào, canh trứng. Ok, rồi thì các bạn mời cơm với gia đình nhà mình nhé. Rồi, hôm nay bữa cơm ngày hôm nay là sẽ có một ca sĩ trong có một ca sĩ đến bữa cơm ngày hôm nay thể hiện bài hát 1 2 3 bên bắt đầu. Bài hát đưa cơm mẹ đi cày. Bài hát đưa cơm mẹ đi cày. Mặt trời soi rất to rồi. Tóc em bay, lá cơm lên tay. Em đưa cơm cho mẹ em đi cày. Yep. Sao nữa nhỉ? Mình hát tiếp đi. Mẹ ơi, mình nghỉ tay. Trời chưa vừa tròn bóng. Mẹ ăn cơm cho nó là để cho con chăm. Hát chăm trầu. Tiếp. Mẹ đang là lượng bàn tay. Đã tớm nắng hôm nay. Khiến cơm cho mẹ em đi cày. Hello. Hello. Bạn đã hát xong rồi bạn mình đọc thơ. Bạn hát một đoạn xong bạn mình nhớ. Hát hôm nay bé bên đi học về đã được dạy là bên ngồi xuống, gần ngồi nhất rồi mọi người nhé. Ngồi xuống. Ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay giới thiệu luôn mọi người. Rồi. Chương trình văn nghệ cực kỳ vui luôn. Thôi ngồi xuống ăn cơm này nhanh lên. Bữa cơm của gia đình nhà mình hôm nay chắc kết thúc ở đây thôi. Mình đi xem bà rồi. Thế là đây, đây là món cá xin cay của gia đình nhà mình nhé. Ăn mùa mưa này thì chắc là gọi là cực mèo luôn.
Thời gian làm thì cũng khá là nhanh, đơn giản. Mà nó là cá khô mà, nên là về giá thành nó cũng cực kỳ rẻ luôn nhé. Nếu các bạn thích thì có thể là cùng gia đình mình. Giờ thì gia đình mình chào mọi người nhé. Bạn nha.